Chiếc Dreamliner 787 của hãng máy bay Boeing cuối cùng đã được Mỹ cho phép trở lại đường băng sau hơn 3 tháng bị cấm. Cùng ngày, Nhật Bản cũng ra quyết định tương tự. Như vậy, cơn ác mộng của Boeing đã chấm dứt. Giấc mơ Dreamliner 787 lại một lần nữa cất cánh lên bầu trời. Thanh tra của Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA vừa thông báo dòng máy bay Dreamliner 787 của Boeing có thể bắt đầu cất cánh trở lại, với điều kiện phải thay mới tất cả những bình điện bị chập cháy. Tại Nhật, Bộ trưởng Giao thông Akihiro Ota cũng cho biết sẽ cho phép khởi động lại toàn bộ những đường bay sử dụng Dreamliner 787. Chúng tôi không lấn cấn gì sau khi phía Mỹ đã đưa ra quyết định cho phép Dreamliner 787 cất cánh. Chính vì vậy, hoạt động của dòng máy bay này sẽ trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Thông tin này đã khiến hãng máy bay Boeing nhẹ nhõm sau hơn 3 tháng giải quyết các rắc rối về sự cố của chiếc máy bay này. Không chỉ bị cấm bay tại Mỹ, hơn 50 hãng hàng không đang đồng loạt hủy toàn bộ các chuyến bay sử dụng Dreamliner 787. Hơn 840 chiếc được đặt trước thì có nguy cơ bị hủy đơn hàng bất kỳ lúc nào. Chưa biết Boeing sẽ chịu bao nhiêu tổn thất vì Dreamliner 787, nhưng theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA, thì để sửa chữa 6 chiếc máy bay của hãng United Airlines đã tốn đến 2,8 triệu đô la Mỹ. Song dù gặp sự cố, nhưng lợi nhuận của Boeing vẫn tăng 20% so với năm ngoái, thu về 1,1 tỷ đô la Mỹ trong quý 1. Kết quả này là nhờ vào việc tăng cường sản xuất và bàn giao hai dòng máy bay khác là chiếc Boeing 777 và Boeing 737. Trong đó, Boeing 777 là chiếc máy bay hai động cơ đắt nhất của hãng này.